Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Tôi sẽ gửi đến các bạn bài giảng về chẩn đoán hình ảnh viêm phổi do COVID-19. Với những hình ảnh mới nhất về chẩn đoán hình ảnh các cái tổn thương phổi ở những bệnh nhân bị mắc COVID-19. Trong cái bài này thì cũng không chỉ có những tổn thương về do cái virus COVID-19 mà tôi cũng đưa đến một số các cái định nghĩa về những tổn thương cơ bản của phổi mà có thể sẽ có ích cho các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh cũng như là các bác sĩ về chuyên khoa hô hấp. Nói là các phương pháp chẩn đoán hình ảnh cho cái viêm phổi COVID-19, nhưng mà thực ra nó chỉ có là CT và chụp X-quang mà thôi cho đến thời điểm hiện tại. Không có cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh nào khác để chẩn đoán các cái tổn thương của virus COVID. Trong các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh thì chụp cắt lớp vi tính được coi là cái độ nhạy cao nhất trong các phát hiện các cái tổn thương về phổi. Đấy. Tất cả các tổn thương về nhu mô phổi, viêm phổi, các thứ đông đặc thì chụp cắt lớp thì cực kỳ nhạy. Nhưng mà với cái viêm phổi Vũ Hán ấy, thì chụp CT có độ đặc hiệu rất là thấp. Chụp CT không thể không dùng để chẩn đoán cái bệnh lý COVID-19, mà CT rất là có giá trị để chẩn đoán tổn thương phổi cũng như là theo dõi tiến triển của bệnh trong quá trình điều trị. Và mục tiêu của cái bài giảng này thì nói về vai trò của chẩn đoán hình ảnh trong cái bệnh lý viêm phổi COVID-19. Tôi xin nhắc lại một chút về cái triệu chứng lâm sàng của cái bệnh lý virus viêm phổi Vũ Hán. Thì cho đến nay thì đã có đến hơn 1 triệu người mắc cái bệnh lý này, và người ta đã tổng hợp được cái triệu chứng đầu bảng là sốt. 85% những bệnh nhân COVID-19 thì có sốt. 70% các bệnh nhân là có ho, ngoài ra là có khó thở. Và chúng ta cũng biết rằng là có một tỷ lệ tương đối lớn bệnh nhân mà không hề có triệu chứng gì hết nhưng mà vẫn xét nghiệm và có dương tính. Bệnh này gây ra một cái tỷ lệ tử vong có thể nói là rất là lớn, với trung bình khoảng 2,3% người mắc. Ở Italia thì người ta còn thấy con số cao hơn nhiều, là gần đến hơn 10%. Đấy. Tuy nhiên là tất cả những con số này đều là không phải là số chính xác, bởi vì là người ta không thể ước lượng chính xác được là số người mắc là bao nhiêu, số người chết là bao nhiêu, chết do cái viêm phổi Vũ Hán gây ra là bao nhiêu, cho nên con số này cũng chỉ là con số tương đối thôi. Để chẩn đoán ra bệnh này thì phương pháp mà tốt nhất hiện nay là xét nghiệm PCR, lấy bệnh phẩm để xét nghiệm gen. Và cái kết quả xét nghiệm này thì thường phải chờ hơn 2 ngày mới có. Đấy. Trong khi là những bệnh nhân mà có triệu chứng thì vào ấy, thì có thể xét nghiệm máu hoặc là chụp cắt lớp ngay, là những phương pháp mà phát hiện mà tổn thương nhanh nhất. Trong các cái phương pháp xét nghiệm thì người ta thấy rằng là có bạch cầu lympho thì giảm và có tăng CRP. Đây là các cái dấu hiệu mà thường gặp nhất của cái viêm phổi do virus Vũ Hán gây ra. Đây cũng là cái xét nghiệm mà nó không đặc hiệu cho cái virus viêm phổi đấy, mà rất nhiều các cái virus hoặc là cúm thì cũng đều có gây tăng cái CRP và bạch cầu lympho, giảm bạch cầu lympho. Cái con virus viêm phổi Vũ Hán ấy, thì người ta thấy rằng nó cấu trúc của nó giống như tất cả các virus khác, là có một cái thành phần quan trọng nhất là cái chuỗi ARN bên trong này được bọc bởi cái màng bọc protein. Bên ngoài cái màng bọc protein thì bọc với một cái lớp mỡ lipid. Đó. Khi mà nó gắn vào với cái tế bào, thường là tế bào đường hô hấp của cơ thể, thì cái chuỗi phân tử ARN nó được giải phóng vào trong tế bào của cơ thể, và nó lấy cái vật liệu trong tế bào cơ thể, nó tổng hợp cái chuỗi ARN riêng cho nó, và rất nhiều các chuỗi ARN này nó sẽ phá vỡ cái tế bào ra và nó tạo thành thành cái
phân tử virus nó sẽ phát tán và nó ăn sang cái tế bào khác. Và khi mà cái tế bào cơ thể của mình bị phá hủy thì lúc bấy giờ cái hệ thống miễn dịch của mình mới nhận ra được cái sự có mặt bất thường của cái virus này, sự tấn công của virus này và tấn công lại, thì lúc bấy giờ mới bộc lộ những cái triệu chứng ra. Để hiểu được cái chẩn đoán hình ảnh thì cái rất là quan trọng với cái slide này, tôi sẽ nói về cái mô học và mô bệnh học của cái tổn thương virus viêm phổi Vũ Hán. Cái hình bên này là các cái phế nang bình thường, chúng ta nhìn thấy rằng các vách của cái phế nang nó rất là mỏng, và các cái phần mà trắng trắng ở giữa đây là các cái phế nang nó căng lên, nó chứa khí. Sở dĩ mà các cái phế nang này nó căng bởi vì nó được một cái tế bào nằm ở cái thành của cái phế nang này, nó tiết ra cái sức căng, cái chất là người ta nói sức căng mềm bề mặt cho cái phế nang. Cái hình bên này là hình mà phổi của cái bệnh nhân mắc viêm phổi Vũ Hán. Chúng ta thấy rằng là cái phế nang nó to như này, nhưng mà chỉ còn một phần nhỏ chứa dịch thôi, còn lại là chỉ còn phần nhỏ chứa khí thôi, khí trắng này, còn lại là toàn bộ là tiết dịch mà người ta thấy rằng đấy là dịch protein, và các dịch này thậm chí nó còn đóng đặc lại đó. Ngoài ra thì thành và vách của các cái phế nang nó được xâm nhập bởi các tế bào viêm và nó hình thành nên các cái sơ sơ hóa. Đây là một cái viêm phổi do virus COVID-19 gây ra, nó dày cục lên cái thành của phế nang và đồng thời là tiết rất là nhiều các dịch nhầy protein vào trong lòng của phế nang và xâm nhập các cái tổ chức xơ. Như vậy thì về bản chất tổn thương mô bệnh học của cái virus viêm phổi Vũ Hán là có hai vấn đề: một là nó tăng cái tiết dịch, tiết protein vào trong lòng của phế nang, và hai là nó xâm nhập cái tổ chức xơ và bạch cầu viêm trong cái tổ chức kẽ vách của các cái phế nang. Đấy. Ngoài ra thì trong lòng của phế nang, ngoài cái chuyện là tiết các cái dịch và protein thì ở cái giai đoạn muộn hơn thì rất nhiều các cái bạch cầu đa nhân hoặc là đơn nhân nó nằm ở trong phế nang. Đấy. Và chính những cái tổn thương mô hồng này nó sẽ quyết định cái tổn thương trên hình ảnh trên các lớp vi tính cho chúng ta thấy. Đây là cái hình ảnh gọi là kinh điển trong cái chẩn đoán hình ảnh về phổi. Tôi lấy ở trên trang Radiology Assistant. Hình ảnh mô tả một cái tiểu thủy phổi thứ cấp. Đây là một cái đơn vị giải phẫu cũng như chức năng của phổi, và tất cả những tổn thương của cái tiểu thủy thứ cấp này nó sẽ quyết định tạo nên hình ảnh các lớp vi tính của cái bệnh nhân viêm phổi. Mỗi một cái tiểu thủy thứ cấp này có khoảng 10 đến 15 cái chùm phế nang. Các cái phế nang này nó thông với nhau, thông với nhau đến một cái tiểu phế quản hô hấp. Các cái tiểu phế quản này nó đi vào một cái nhánh phế quản lớn hơn và đi về rốn phổi. Đấy. Bản chất của viêm phổi Vũ Hán thì tôi xin nhắc lại là: thứ nhất là nó tạo ra những chất tiết trong lòng của phế nang; thứ hai là nó dày cái tổ chức kẽ do cái tình trạng xâm nhập viêm và xơ của các cái vách của các phế nang, cũng như là tổ chức liên kết giữa các cái phế nang đó. Cái tiểu thủy thứ cấp thì nó có một cái nhánh phế quản đi ở giữa cùng với cả động mạch phổi, tĩnh mạch phổi thì đi ở vách liên tiểu thủy cùng với cả các cái mạch bạch huyết. Với những cái hình ảnh ban đầu của khoảng hơn một khoảng 1.000 gần 1.000 bệnh nhân viêm phổi COVID-19 chụp các lớp vi tính, thì người ta thấy rằng là 88% là có hình ảnh kính mờ, khoảng 88% là tổn thương phổi cả hai bên, 80% bệnh nhân là cái phân bố tổn thương là nằm ở phía sau, khoảng gần 80% là tổn thương ở nhiều vị trí, rất nhiều thùy khác nhau của hai phổi. Đấy. Và
gần 80% các cái tổn thương này là nó phân bố ở ngoại vi. Có 32% là tổn thương đông đặc. Thì sau đây tôi sẽ xin đi sâu vào từng các cái dấu hiệu, các cái triệu chứng này cùng với cả cái định nghĩa. Đầu tiên ấy, là cái dấu hiệu kính mờ. Kính mờ thì được chúng ta nhìn thấy cái cửa sổ nhu mô phổi. Thì cửa sổ nhu mô phổi nó có một cái hình nó mờ. Hình mờ giống như là chúng ta hà hơi vào một cái cốc nước, cốc thủy tinh ấy. Cốc thủy tinh mà trong ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Người ta định nghĩa cái hình ảnh kính mờ là chúng ta vẫn nhìn thấy các mạch máu phổi. Đấy, đây các mạch máu phổi này. Vẫn nhìn thấy phần nhánh của nó. Đấy. Để phân biệt với hình ảnh đông đặc phổi là chúng ta sẽ không hề nhìn thấy mạch máu hoặc là các phân nhánh của mạch máu đi trong cái vùng tổn thương này nữa, mà chỉ đơn thuần là trắng xóa hết cả phổi. Có chăng là nhìn thấy một số các cái hình mà ống chứa khí thôi. Đấy, còn là kính mờ thì nhìn thấy được các cái mạch máu vân phổi đi đây. Đặc điểm kính mờ của viêm phổi Vũ Hán là đây là cái hình ảnh thường gặp nhất trong cái bệnh lý viêm phổi này. Đấy, lúc đầu ấy, thì nó chỉ có một hoặc hai ổ thôi, nhưng mà đến cái giai đoạn về sau, đến ngày thứ tư, thứ năm hoặc là đến ngày thứ 10 ở cái thời kỳ sau khi thời toàn toàn phát ấy, thì nó sẽ lan tỏa ra rất nhiều thùy khác nhau, nhiều ổ và ở hai phổi, nhưng mà đặc điểm của nó là tập trung ở ngoại vi. Đây chúng ta thấy là ngoại vi và ở vùng thấp thấp, tức là khi bệnh nhân nằm ngửa thì ở cái thành thành phần phổi lưỡi phía sau này nó là cái vùng thấp. Đó, đây là cái hình ảnh kính mờ khi mà giai đoạn sớm, thì chúng ta thấy một vài cái hình kính mờ thôi. Đây đấy, mà chúng ta lưu ý rằng là vẫn nhìn thấy các mạch máu phổi đi bên trong, thì đấy là hình kính mờ. Hình thứ hai là hình lát gạch, là crazy paving, là chúng ta nhìn thấy gạch mà lát ở trên trên đường đi như nào ấy. Thì cái tổn thương phổi nó cũng giống như thế, nó không có một cái quy luật, nó không có một cái trình tự nào hết. Cái viên gạch, viên thì to, viên thì nhỏ, và cái gạch này nó thể hiện trên cái phim chụp CT là các cái đám mờ nằm xếp cách nhau và đám mờ to nhỏ khác nhau. Đây là giai đoạn mà khi mà xuất hiện viêm phổi bắt đầu ấy, thì bắt đầu xuất tiết dịch, đặc biệt là cái protein và các cái tế bào viêm vào trong lòng của phế nang. Đấy, trong lòng phế nang, và nó tạo thành kính mờ. Nhưng mà khi mà giai đoạn viêm nó mạnh hơn, thường là những ngày thứ vào thứ 10, thì bắt đầu các cái chất tiết đấy, viêm đấy, nó có thể lấp đầy vào trong lòng của một số các cái chùm phế nang, và một số chùm phế nang thì nó vẫn chưa bị, tạo thành hình ảnh lát gạch như thế này. Một số bệnh nhân ấy thì bắt đầu xuất hiện những cái tình trạng là co kéo, giãn của phế quản trong cái vùng vùng kính mờ. Và cái phế quản giãn thì được nghĩa là nó to hơn khoảng 1,5 lần kích thước đường kính của cái mạch máu, tức là cái động mạch phổi đi kèm. Một cái hình thái tổn thương khác của viêm phổi Vũ Hán đấy chính là tổn thương đông đặc. Cái đông đặc của phổi nó diễn ra thường là cái giai đoạn mà đỉnh điểm của bệnh. Nó diễn ra ngày thứ 10 đến ngày thứ khoảng ngày thứ 10 đến ngày thứ 13, thì bắt đầu những cái một số bệnh nhân mà các cái phản ứng viêm nó mạnh, hoặc là các cái hệ thống miễn dịch nó không chống đỡ được với cả cái virus, thì bắt đầu tổn thương tiến triển mạnh hơn, nó xuất tiết nhiều dịch hơn và lấp đầy trong các cái nhánh phế quản, các cái nhánh tiểu phế quản, các cái phế nang, và nó tạo thành hình đông đặc. Đấy. Nhưng mà cái đông đặc ấy, thì trong cái viêm phổi Vũ Hán ấy, nó cũng có một cái đặc điểm là đông đặc ở ngoại vi. Đấy, chứ nó không đông đặc giống như một cái viêm phổi thùy. Cái đông đặc của viêm phổi COVID-19 nó đông đặc thành từng ổ khác nhau và không tạo thành hình tam giác, không đi theo một cái hệ thống giống như là viêm phổi thùy do vi khuẩn. Nếu mà trên nền một bệnh nhân mà có virus viêm phổi COVID-19 kèm theo hình ảnh của cái viêm phổi thùy, thì chúng ta phải nghĩ đến là cái
bội nhiễm của vi khuẩn nó kèm theo. Qua cái giai đoạn cấp, qua giai đoạn đỉnh điểm thì bắt đầu đến cái giai đoạn là sơ hóa. Sơ hóa thường nó diễn ra sau khi cái toàn phát khoảng 2 tuần. Thì chúng ta thấy rằng là cái nhu mô phổi bị co kéo và nó xuất hiện các cái giải sơ. Giải sơ. Đặc điểm của cái giải sơ này cũng là những tổn thương mà nằm ở ngoại vi dưới màng phổi hoặc là nằm ở sát với cả màng phổi thành. Đó. Đấy là những cái đặc điểm rất là điển hình của các giai đoạn khác nhau của cái viêm phổi Vũ Hán. Người ta thấy rằng là chụp CT của viêm phổi này nó thay đổi theo thời gian, theo giai đoạn. Giai đoạn sớm là thường là trước 4 ngày khi mà biểu hiện cái triệu chứng đầu tiên thì dấu hiệu kính mờ, dấu hiệu lát đá và những cái tổn thương này thường là có một cái số lượng ít thôi, tổn thương đa ổ nhưng mà số lượng ít, kèm theo là nó tập trung ở các cái vùng thấp của nhu mô phổi. Giai đoạn tiến triển bệnh thường là từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 8 là ngày giai đoạn mà bệnh nó bắt đầu tiến triển nặng lên, thì tương xứng với nó trên hình ảnh cắt lớp là sự lan rộng của cái hình kính mờ. Đấy, kính mờ và có thể lan ra nhiều tùy hơn, lan ra rộng hơn và bắt đầu xuất hiện nhiều hơn nữa những cái hình ảnh lát đá ở trong nhu mô phổi. Giai đoạn đỉnh điểm thường là ngày thứ 10 đến ngày thứ 13 là bắt đầu giai đoạn này xuất hiện những tình trạng là viêm phổi do đông đặc. Đông đặc, viêm phổi đông đặc bản chất của nó là cái tình trạng các cái dịch nó tiết ra với số lượng rất là nhiều và các cái sắc của các cái tế bào miễn dịch cùng với cả sắc của tế bào của phổi nó đẩy vào trong phế nang, đẩy vào trong các tiểu phế quản hô hấp, đẩy vào các tiểu phế quản và là tạo thành đông đặc. Đấy. Đông đặc này cũng có thể xảy ra khi bệnh nhân bội nhiễm một cái vi khuẩn nào đó. Sau ngày thứ 14 ấy, thì là đến cái giai đoạn mà bệnh nhân bắt đầu chiến đấu chống lại con virus và chiến thắng rồi, thì cái bệnh nó bắt đầu thoái lui dần, thì hình thành nên các cái giải sơ thì thấy được trên CT. Cái giai đoạn mà đỉnh điểm này, ngoài cái chuyện là nó diễn biến là chiến thắng được virus ra, thì một số các bệnh nhân mà bị bệnh nền hoặc yếu quá thì có thể đông đặc toàn bộ cái nhu mô phổi này và dẫn đến tử vong vì là suy hô hấp, bệnh lý những cái hội chứng hô hấp cấp. Thế thì cái giá trị của X-quang như thế nào trong cái bệnh lý viêm phổi Vũ Hán, thì X-quang có thể nói là cực kỳ kém nhẹ trong cái giai đoạn sớm của bệnh, hầu như là X-quang hoàn toàn bình thường. Và đây là một bệnh nhân mà nam có triệu chứng sốt sau khi mà đã tiếp xúc với cả người bị nhiễm virus COVID-19, ta thấy rằng là một cái viêm phổi hoàn toàn bình thường. Sau đó 1 giờ sau, bệnh nhân được chụp cắt lớp thì thấy rõ một hình ảnh tổn thương kính mờ rất là điển hình của cái viêm phổi do virus COVID-19 là ở ngoại vi và ở vùng thấp, kính mờ khu trú. Như vậy thì rõ ràng là cái chụp X-quang nó không có vai trò gì để phát hiện sớm, do đó là giai đoạn sớm cũng như là để chẩn đoán ra cái bệnh này. Tuy nhiên là gì, X-quang lại rất rất có giá trị khi mà bệnh nhân nằm ở trong phòng điều trị tích cực để trong quá trình theo dõi điều trị. Ở đây là bệnh nhân thời điểm nhập viện chụp X-quang tại giường và sau đó 3 ngày thì lâm sàng tiến triển nặng lên, bệnh nhân phải đặt ống và chúng ta thấy là cái phổi này, và chúng ta cũng lưu ý là gì, tổn thương nó cũng đa vị trí khác nhau, cả hai phổi đấy, rất nhiều các ổ hai phổi và cũng tập trung ở ngoại vi. Đây là như vậy là cái hình ảnh X-quang để theo dõi tiến triển của bệnh. Cái bệnh nhân ở thời điểm nhập viện ta thấy rằng là rất nhiều các cái ổ tổn thương mờ nằm ở ngoại vi phổi. Sau đó thì trong quá trình theo dõi 4 giờ sau khi điều trị ở điều trị tích cực, cái X-quang nó sẽ giúp là tiến theo dõi tiến triển của bệnh
là liệu nó có tốt lên đi không hay là nó kém đi. Đấy. À, tôi đi đến một cái slide kết luận là vai trò của CT trong các lớp vi tính ngực trong cái bệnh lý viêm phổi do COVID-19 thì thứ nhất là quan trọng nhất là để phân loại bệnh nhân. Phân loại bệnh nhân khi mà một bệnh nhân vào với chúng ta với triệu chứng hô hấp và chụp CT thì chúng ta có thể định hướng được là liệu có phải là viêm phổi do COVID-19 hay không, khả năng là viêm phổi COVID-19 hay không. Đấy. Và cái chụp CT nó sẽ đánh giá được mức độ nặng, nó có cái chỉ số mức độ nặng của cái viêm phổi, người ta chấm điểm theo thang điểm thì các bạn có thể tìm hiểu thêm trong các tài liệu. Vai trò nữa của CT là tiên lượng là cái giai đoạn bệnh này nó nằm ở cái giai đoạn nào của cái bệnh đấy. Có thể là giai đoạn tiến triển lên hay là cái giai đoạn thoái lui rồi. Nếu chúng ta nhìn thấy cái dấu hiệu lát đá rồi là về dấu hiệu kính mờ nó đang xen kẽ nhau và tương xứng với nó thì bệnh nhân triệu chứng đang nặng dần lên thì chúng ta có thể biết rằng là đây là cái giai đoạn mà chuẩn bị đến cái giai đoạn toàn phát, bệnh nhân có thể tiến triển nặng lên và rất nặng hoặc thậm chí tử vong, hoặc là cái giai đoạn mà qua cái giai đoạn nặng rồi mà chụp lên thấy những cái sơ rồi mà không còn cái tình trạng kính mờ nữa. Đấy, thì chúng ta có thể tiên lượng được đây là cái giai đoạn thoái lưu của bệnh rồi và để tiên lượng cho bệnh nhân. Và tôi xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn.